Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua cùng vẫn với ly cà phê trong tay, quý vị đã nghe chúng tôi gửi đến tất cả những cái sự kiện liên quan đến nhà báo Kamal Khashoggi, một trong những nhà báo nổi tiếng mà đã bị biến mất ở tại Tòa Tổng lãnh sự Ả Rập Xê Út ở tại Istanbul. Đến bây giờ thì sự kiện này có thể nói không riêng gì ở tại các bàn cà phê, tất cả cái quán rượu người ta bàn tán, nhưng ở khắp nơi trên thế giới, từ Cộng hòa Liên bang Đức cho đến Australia, cho đến những quốc gia ở vùng Trung Đông, đều có thể nói rằng mọi người đều quan tâm đến vấn đề này. Và hôm nay thì sáng nay ngay tại White House, sau khi ông Ngoại trưởng Pompeo đã khẩn cấp đến tại Saudi Arabia, cũng giống như đến tại Istanbul và Ankara, thì sáng nay ông Pompeo đã có mặt gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump để ông ta nói về tất cả những cái cuộc gặp gỡ đã diễn ra ở tại Saudi Arabia cũng giống như tại Thổ Nhĩ Kỳ, và đặc biệt là cuộc gặp gỡ quốc vương của Saudi Arabia cũng giống như hoàng tử, hai nhân vật chính mà có thể nói có nhiều liên hệ đến cái chết của nhà báo Kamal. Thì tất cả những cái sự phê bình gắn bó trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng hiện nay là với chính quyền Trump, thì thường như chính quyền của Tổng thống Trump dường như quan tâm hơn đến sự việc cung cấp trang bìa cho người Ả Rập Xê Út hơn là tìm ra sự thật. Kính thưa quý vị, một vài phần lớn những ký giả, nhà báo thì cho rằng hình như Tổng thống Donald Trump có vấn đề gì đó, có hình như có về thiên vị với là quốc vương của Saudi Arabia. Các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ thì cho biết rằng là họ có bằng chứng cho thấy Khashoggi đã bị giết tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở tại thành phố Istanbul, và có nhiều, ít nhất là trong số 15 người đàn ông Ả Rập Xê Út đã liên quan đến vụ việc có quan hệ cấp cao với chính phủ của Saudi. Và một cái cuối cùng nữa là, kính thưa quý vị, một trong những người đã phục vụ, đã làm việc cho tờ Washington Post, Khashoggi là một trong những phóng viên đã có những cái lời chê trách về vấn đề hiện nay đang điều hành tại Saudi Arabia, và đặc biệt hai nhân vật chính là quốc vương và hoàng tử. Và trong đó ông ủng hộ vấn đề tự do báo chí ở Trung Đông, và đó là một trong những sự kiện có thể là người ta nghi ngờ dẫn đến cái chết của Kamal. Như Hiền đã theo dõi tất cả những sự kiện trong những ngày vừa qua, thì Như Hiền đã thấy rằng cái vấn đề của nhà báo này có những cái diễn biến như thế nào? Yeah, theo như anh Trọng cũng nói là Tổng thống Trump, ông ta muốn biết trả lời câu hỏi trong sự biến mất của nhà báo, trong cái chết của nhà hoạt động nhà báo Saudi Jamal Khashoggi, như anh Trọng đã nói là lý do tại sao anh ta đã chết, nhưng lại chống lại ý tưởng của FBI tiến hành điều tra riêng của ông ta. Và ông Trump nói rằng ông sẽ nhận được cuộc họp hoàn toàn của bộ từ Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo sau khi trở về Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư. Và Tổng thống đã nhiều lần kêu gọi thận trọng và nhấn mạnh Hoa Kỳ phải biết tất cả các sự kiện trong sự biến mất của các nhà hoạt động mất tích của nhà báo này, và các nhà lãnh đạo Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận cái điều đã xảy tại trên, và nhà báo này đã bị giết ngay tại Istanbul. Đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đó là một trong những cái người gọi là một trong những cái thành phần quan nghiêm, nghĩa là ông ta có một cái sức lực rất là kiên cường. Yeah. Ông ta đã viết những cái bài báo để chỉ trích tất cả những cái điều gì mà gọi là phi dân chủ và phi lấy đi cái quyền tự do của con người. Và một lần nữa là ông ta nói đến vấn đề tự do báo chí hiện nay không được giải quyết ở tại Saudi Arabia. Yeah. Và bởi thế, vấn đề Tổng thống Donald Trump hiện nay, ông đang muốn có một cái sự rõ ràng về tất cả những cái gọi là những cái bằng chứng, những cái sự kiện để lại cho người ta biết rằng những gì đã xảy ra ở tại Istanbul. Và chính phủ Ả Rập cũng cho biết rằng họ tiết lộ công khai rằng các nhà báo hoạt động tình báo đã giả mạo để giết chết nhà báo này. Và trong đó có sự nhầm lẫn, không có sự nhầm lẫn của lãnh sự Vương quốc Istanbul trong vòng sẽ phỏng vấn trong tháng 4 sắp tới. Lại dĩ nhiên là người ta hiện nay bây giờ người ta đang đưa ra một cái tin là có những cái vấn đề là những viên chức tình báo giả mạo đưa ra một cái sự kiện này và phỏng vấn ông Kamal, nhưng mà trong lúc quá tay thì người ta đã thanh toán ông này. Dạ, thanh toán đó ông là này. Một trong những cái sự kiện mà đó là những cái tin tức đưa ra mà thôi, nhưng đến bây giờ thì ngay cả chính Tổng thống Donald Trump, ông muốn có tất cả những cái sự thực nhưng cũng ông chưa nắm bắt được sự thực. Dạ. Trong lúc đó thì ông Pompeo là người đã
đi qua bên Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, gặp quốc vương, gặp hoàng tử, và ông đồng thời đến gặp tổng thống Erdogan, và tất cả những cái sự việc đó hình như có vấn đề trái ngược với nhau. Và ông ta sáng nay đã gặp tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, và ông ta tổng thống Donald Trump biết tất cả những sự việc này nó còn sau một cái bức màn bí mật, và hiện nay chưa có ai có một cái câu trả lời chính xác về cái sự kiện tại sao ông Kamal phải bị nhận một cái chết đau đớn như vậy. Mà vấn đề là ông Kamal bị giết tại đại lãnh sự quán. Vâng. Cái đó mà cái là thành, lý do đó. Cái thành phố Istanbul là một trong những cái thành phố thứ nhì lớn nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ sau thành phố Ankara. Ngày xưa thì chúng tôi có coi một cuốn phim có tên là Lord of Istanbul, và ở đó là một cái thành phố tập trung rất nhiều gọi là spy, tức nghĩa là những điệp viên ở khắp nơi, những người tình báo đến đó để lấy tin tức. Giống như ngày xưa thì Hồng Kông là cái trạm để tất cả những điệp viên đến đó để lấy tin tức khi mà nguồn tin từ Trung Hoa lục địa đến. Đến bây giờ thì ở Ankara cũng giống Istanbul là nơi để người ta thu nhập tin tức, vì tất cả những cái quốc gia ở Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia Hồi giáo. Quốc gia Hồi giáo, thành bởi thế có những cái sự kiện mà ông này đến đó để xin một cái giấy để lập hôn thú với ai đó không với biết. Turkish, với một fiancé của ông ta là người Turkish. Người Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Kính thưa quý vị, sao là bị giết? Vâng, chắc vì vấn đề chính trị hả? Đến bây giờ thì chắc chắn là ông Kamal đã bị giết, và cái xác của ông đã bị thanh toán ra từng mảnh nhỏ. Nhưng cắt chưa đầu biết. Với là cắt móng chân tay rồi bị vâng, cắt. Nhưng mà đến bây giờ người ta không biết nguyên nhân và ai là người chủ trương, và cái tòa tổng lãnh sự đóng cái vai trò gì trong việc mà cho để ra cái vụ thảm sát ông Kamal như vậy. Thảm sát ngay trong tòa lãnh sự. Đúng như vậy, thưa quý vị. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cả buổi sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.